Kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 tiếp tục bước vào phiên chất vấn với nhiều vấn đề nóng. Dự họp có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, đại biểu đặt nhiều câu hỏi liên quan đến tình trạng các cơ sở xây dựng không phép, trái phép, việc sửa chữa khắc phục các hư hỏng cũng như phương án đầu tư mới đối với các khu nhà chung cư xuống cấp. Thì cái vấn đề mà tình trạng mà xây dựng ấy, các cái cơ sở mà cũng không phép rồi trái phép rồi các cái cơ sở này là cũng như là cơi nới thực hiện không đúng theo cái giấy phép xây dựng, thậm chí là cũng như là trong cái căn hộ chung cư là cũng như là bán luôn không cần giấy tờ gì hết, bỏ bán luôn. Tôi đề nghị đồng chí Sở Xây dựng, Giám đốc Xây dựng cho biết là làm rõ cái trách nhiệm của mình, nguyên nhân của thực trạng nêu trên và cái vấn đề giải quyết, và đặc biệt là vấn đề cái giải pháp để xử lý trong thời gian đấy để nâng cao cái hiệu quả quản lý của nhà nước trong nội dung này. Cái này thì Ủy ban thành phố cũng đã giao cho Sở Xây dựng phối hợp với quận huyện và các sở ngành, và hiện nay Sở Xây dựng cũng đã thành lập cái đoàn và đang đi kiểm tra, và dự kiến là trong tháng 1 2024 cũng sẽ có cái báo cáo cụ thể cho Ủy ban thành phố đối với tình hình mà xây dựng trái phép không phép, cơi nới các những loại hình mà nhà ở mà chuyển qua công năng qua căn hộ cư trú kinh doanh dịch vụ phát sinh những cái biến tướng, thì cái này trong cái đoàn kiểm tra sau khi có kết quả cũng sẽ gửi lại thông tin lại cụ thể cho các đại biểu để giám sát. Và trong cái giải pháp thời gian đến thì rõ ràng là cái chỉ thị 21 của thành ủy thì hiện nay sau sơ kết 5 năm và các sở ngành cũng tiếp tục để triển khai thực hiện cái giai đoạn tiếp theo, thì đây là một trong những cái chỉ thị quan trọng trong vấn đề chấn chỉnh lại các công tác cấp phép xây dựng cũng như là công tác quản lý trật tự xây dựng của trên toàn địa bàn thành phố. Thì đây là một trong những cái chỉ thị quan trọng và cũng đang các cấp ngành đang triển khai thực hiện. Qua giám sát ý kiến kiến nghị cử tri của đồng chí chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố về khắc phục hệ thống phòng cháy chữa cháy và khắc phục cái thấm dột tại chung cư khối nhà chung cư 12-1, 12-2 tại khu chung cư Làng Cá, phường Nại Hiên Đông. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố đã có thông báo số 39 ngày 30 tháng 5 2023 đề nghị đồng chí Giám đốc Sở cho biết đến nay xử lý như thế nào và đến bao giờ việc khắc phục này sẽ hoàn thành. Đối với cái nhà chung cư nhà 12-1, 12-2 này đã hiện giờ đã bán qua cho người dân hoàn thành trong 27 kìa, bàn giao rồi. Thế thì đây không phụ thuộc là còn thuộc sở hữu nhà nước nữa. Thì theo cái thì do đó thì không thể sử dụng được cái nguồn vốn ngân sách nhà nước theo cái quy định về quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, thì mình không thể dùng cái ngân sách nhà nước để sửa chữa được. Thế này thì cũng đã sở dựng cũng tổ hợp báo cáo ủy ban về cái nội dung này. Trung tâm quản lý nhà cũng như là ban quản trị nhà chung cư cũng đã kiểm tra khảo sát thực tế cái hệ thống phòng cháy cháy này và đã cũng là làm cơ sở để lập cái khái toán sửa chữa. Và sau khi cái đơn vị tư vấn và trung tâm quản trị đã tổ chức họp về đề xuất cái kinh phí sửa chữa, thì các bước tiếp theo thì cũng sẽ thực hiện theo đúng quy trình trình tự. Chất vấn Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, đại biểu dành nhiều sự quan tâm cho các dự án chậm triển khai hoặc dừng triển khai, các dự án đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đời sống dân sinh. Cái dự án đường Vành Đai phía Tây 2 thì bà con cử tri các cái phường Hòa Phát, Hòa An và Thọ Tây thì cũng rất là bức xúc trong cái vấn đề cái dự án chậm triển khai này. Thì đề nghị là đồng chí Giám đốc Sở cho biết là cái dự án này trong thời gian đến thì sẽ giải quyết như thế nào, và đề nghị với thành phố là có cái trả lời cụ thể rõ ràng cho người dân được biết những cái thông tin của dự án để hỗ trợ cho bà con trong vùng dự án này. Đường Vành Đai phía Tây 2 thì chúng ta đã triển khai thực hiện bằng nguồn vốn office, và hiện nay là chúng ta đã thi công hoàn thành nghiệm thu đưa vào vận hành khai thác từ cái tuyến đoạn đường Hải Vân, Túy Loan đến đường số 8 khu công nghiệp Hòa Khánh. Và đoạn này thì hơn 4 cây số, phần còn lại thì hiện nay dự án phải tạm dừng. Đang triển khai là do hết thời hạn của vốn office. Và đối với đoạn tuyến còn lại của đường Vành Đai phía Tây 2 thì báo cáo đồng chí là trên cơ sở đề xuất của Sở Giao thông Vận tải thì Sở Kế hoạch Đầu tư thống nhất cao với cái nội dung đề xuất phải tiếp tục triển khai dự án này đối với địa bàn thành phố, vì đây là một cái dự án cũng như là một giao thông huyết mạch của thành phố. Tuy nhiên thì vừa qua thì là ban Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã có chỉ đạo cho ban hạ tầng ưu tiên phối hợp với các đơn vị liên quan để điều chỉnh phù hợp với quy hoạch theo như dự kiến của ban ưu tiên là chủ đầu tư của dự án và Sở Giao thông
thì dự kiến là trong giai đoạn 2023-2027 sẽ lập phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với tuyến này và thực hiện đầu tư đoạn nút giao thông số 8 khu công nghiệp Hòa Khánh đến đường Hoàng Văn Thái. Và cái nội dung và giai đoạn thứ hai là từ năm 2024 đến 2028 thì sẽ tiếp tục đầu tư triển khai hoàn toàn hoàn thiện tuyến vành đai phía Tây 2 từ Hoàng Văn Thái đến đường DT605. Cái dự án Kiệt 65 Tô Hiến Thành, nay gọi là dự án tuyến đường 10,5 đoạn từ đường Hồ Nghinh đến đường Trạch Bạch Đằng, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thì hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, lưu lượng xe tham gia giao thông thì ngày càng đông và cũng đã có những cái vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đây. Tại các cái hội nghị tiếp xúc cử tri, các cái cuộc đối thoại, các cuộc họp ngay từ đầu nhiệm kỳ thì bà con cũng đã có ý kiến nhiều lần về cái dự án này chậm được triển khai. Đối với bà con thì cũng cần phải biết là lúc nào thì khởi công, lúc nào thì hoàn thành. Thì đề nghị đồng chí giám đốc sở cho biết những cái nội dung bà con quan tâm. Đối với dự án này thì kính báo cáo với các đại biểu là vừa qua thì Sở Giao thông Vận tải đã đề xuất đầu tư trong cái dự án cải tạo nâng cấp các tuyến nội thị khu vực Sơn Trà với tổng mức đầu tư là 272 tỷ. Riêng cái kinh phí của cái tuyến K65 Tô Hiến Thành á, thì tổng mức đầu tư là 125 tỷ đồng mà trong đó đền bù là 109 tỷ và xây lắp 12 tỷ. Do vậy thì khi báo cáo ủy ban thì ủy ban thống nhất là có chủ trương là cho tách dự án riêng cái đoạn mà mở rộng đường 10,5 thành một dự án riêng và cái dự án cải tạo nâng cấp các tuyến nội thị riêng. Do vậy thì Sở Kế hoạch Đầu tư đã về thực hiện cái việc là thẩm định đối với cái phần mà nâng cấp cải tạo tuyến nội thị rồi và trình ủy ban. Riêng đối với cái phần mặt tiền 65 Tô Hiến Thành thì quận Sơn Trà đang chủ trì phối hợp với các đơn vị để lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Vừa qua thì như ý kiến của đại biểu Hùng Anh thì các đơn vị đã có ý kiến xong và Sở Kế hoạch Đầu tư đã thông báo cho quận Sơn Trà hoàn thiện hồ sơ để trình lại cho thẩm định. Thì dự kiến là sau khi quận Sơn Trà trình hồ sơ thì Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ thẩm định trình ngay cho Ủy ban Nhân dân thành phố về cái chủ trương đầu tư đối với dự án này. Đại biểu cũng đặt nhiều câu hỏi cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, trong đó tình hình triển khai đề án quản lý và khai thác quỹ đất công do Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhận được nhiều sự quan tâm. Hiện nay thực tế thì qua công tác giám sát cũng như qua phản ánh kiến nghị của cử tri thì cái vấn đề mà ô nhiễm môi trường, vấn đề rác thải tại các khu đất trống nó vẫn tồn tại, nó không có những chuyển biến gì so với lại cái thời điểm mà trước khi chúng ta có đề án này. Ở trên cơ sở về quản lý đất thì hiện nay thì thành phố thì cũng đã giao cho Sở Tài nguyên Môi trường, trong đó Trung tâm Phát triển đất thì năm 2023 thì cũng bố trí cho hơn 1 tỷ để bố trí cho công tác dọn dẹp vệ sinh, cho công tác liên quan đến các lô đất trống. Trong đó thì hiện nay đã giải ngân được là 604 triệu còn lại. Nhưng các nội dung về giải ngân này tập trung chủ yếu cho các công tác đấu giá để mà triển khai. Do đó cái việc mà hiện nay các cái địa phương quản lý về cái lô đất trống mà các đại biểu phường cũng đã nêu ra thì đây là một cái việc mà chúng ta phải có xem xét. Thì qua các địa phương cũng có báo cáo đề xuất lại hiện nay sử dụng các lô đất trống trên địa bàn nhưng mà nguồn lực mà chưa phân bổ về địa phương. Thì cái này cũng là một cái trách nhiệm của ngành. Tuy nhiên thì trong cái kỳ họp này thì cũng mong rằng các đại biểu là ủng hộ trên cơ sở đề xuất của các quận huyện. Sẽ có Sở Tài nguyên Môi trường sẽ có kiểm tra báo cáo và trình thành phố để xem xét hỗ trợ cho cái việc quản lý đối với lô đất trống hiện nay đang trên địa bàn quận huyện để chúng ta có quản lý tập trung hơn cho nội dung này. Cũng trong phiên chất vấn này, đại biểu đặt nhiều câu hỏi cho Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố, nổi bật là về giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng tại khu vực cầu Bà Hủ trong thời gian đến, phương án triển khai đầu tư các tuyến đường Lê Lợi, Phan Châu Trinh, Hoàng Diệu, Ông Ích Kim hiện nay đã xuống cấp khá trầm trọng. Chất vấn Giám đốc Sở Tài chính về việc các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tại thành phố Đà Nẵng không được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất năm 2023 tại quyết định số 25 ngày 3 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.